Này thiện hiện, 10 lực Phật chẳng hòa hợp tức là 10 lực Phật chẳng hệ thuộc nhau, 10 lực Phật chẳng hệ thuộc nhau tức là 10 lực Phật vô xanh, 10 lực Phật vô xanh tức là 10 lực Phật vô diệt, 10 lực Phật vô diệt tức là 10 lực Phật chẳng hòa hợp bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng chẳng hòa hợp, tức là bốn điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng chẳng hệ thuộc nhau, bốn điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng chẳng hệ thuộc nhau, tức là bốn điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng vô sanh, bốn điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng vô sanh, tức là bốn điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng vô diệt, bốn điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng vô 18 pháp Phật bất cộng vô diệt, tức là bốn điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng chẳng hòa hợp. Này thiện hiện pháp không quên mất chẳng hòa hợp tức là pháp không quên mất chẳng hệ thuộc nhau, pháp không quên mất chẳng hệ thuộc nhau tức là pháp không quên mất vô sanh, pháp không quên mất vô sanh tức là pháp không quên mất vô diệt, pháp không quên mất vô diệt tức là pháp không quên mất chẳng hòa hợp, tánh luôn luôn xả chẳng hòa hợp tức là tánh luôn luôn xả chẳng hệ thuộc nhau, tánh luôn luôn xả chẳng hệ thuộc nhau tức là tánh luôn luôn xả vô sanh, tánh luôn luôn xả vô sanh tức là tánh luôn luôn xả vô, vô diệt tánh luôn luôn xả vô diệt tức là tánh luôn luôn xả chẳng hòa hợp này thiện hiện trí nhất thiết chẳng hòa hợp tức là trí nhất thiết chẳng hệ thuộc nhau trí nhất thiết chẳng hệ thuộc nhau tức là trí nhất thiết vô sanh trí nhất thiết vô sanh tức là trí nhất thiết vô diệt trí nhất thiết vô diệt tức là trí nhất thiết chẳng hòa hợp chí đạo tướng chí nhất thiết tướng chẳng hòa hợp tức là chí đạo tướng chí nhất thiết tướng chẳng hệ thuộc nhau chí đạo tướng chí nhất thiết tướng chẳng hệ thuộc nhau tức là chí đạo tướng chí nhất thiết tướng vô sanh chí đạo tướng chí nhất thiết tướng vô sanh tức là chí đạo tướng chí nhất thiết tướng vô diệt chí đạo tướng chí nhất thiết tướng vô diệt tức là chí đạo tướng chí nhất thiết tướng chẳng hòa hợp này thiện hiện tất cả pháp môn đà la ni chẳng hòa hợp, tức là tất cả pháp môn đà la ni chẳng hệ thuộc nhau, tất cả pháp môn đà la ni chẳng hệ thuộc nhau, tức là tất cả pháp môn đà la ni vô sanh, tất cả pháp môn đà la ni vô sanh, tức là tất cả pháp môn đà la ni vô diệt, tất cả pháp môn đà la ni vô diệt, tức là tất cả pháp môn đà la ni chẳng hòa hợp, tất cả pháp môn tam ma địa chẳng hòa hợp, tức là tất cả pháp môn tam ma địa chẳng hệ thuộc nhau, tất cả pháp môn tam ma địa chẳng hệ thuộc nhau tức là tất cả pháp môn tam ma địa vô sanh tất cả pháp môn tam ma địa vô sanh tức là tất cả pháp môn tam ma địa vô diệt tất cả pháp môn tam ma địa vô diệt tức là tất cả pháp môn tam ma địa chẳng hòa hợp này thiện hiện quả dự lưu chẳng hòa hợp tức là quả dự lưu chẳng hệ thuộc nhau quả dự lưu chẳng hệ thuộc nhau tức là quả dự lưu vô sanh quả dự lưu vô sanh tức là quả dự lưu vô diệt quả dự lưu vô diệt tức là quả dự lưu chẳng hòa hợp quả nhất lai bất hoàn a la hán chẳng hòa hợp tức là quả nhất lai bất hoàn a la hán chẳng hệ thuộc nhau quả nhất lai bất hoàn a la hán chẳng hệ thuộc nhau tức là quả nhất lai bất hoàn a la hán vô xanh quả nhất lai bất hoàn a la hán vô xanh tức là quả nhất lai bất hoàn a la hán vô diệt quả nhất lai bất hoàn a la hán vô diệt tức là quả nhất lai bất hoàn a la hán chẳng hòa hợp này thiện hiện quả vị độc giác chẳng hòa hợp tức là quả vị độc giác chẳng hệ thuộc nhau quả vị độc giác chẳng hệ thuộc nhau tức là quả vị độc giác vô sanh quả vị độc giác vô sanh tức là quả vị độc giác vô diệt quả vị độc giác vô diệt tức là quả vị độc giác chẳng hòa hợp này thiện hiện tất cả hạnh đại Bồ Tát chẳng hòa hợp, tức là tất cả hạnh đại Bồ Tát chẳng hệ thuộc nhau, tất cả hạnh đại Bồ Tát chẳng hệ thuộc nhau, tức là tất cả hạnh đại Bồ Tát vô sanh, tất cả hạnh đại Bồ Tát vô sanh, tức là tất cả hạnh đại Bồ Tát vô diệt, tất cả hạnh đại Bồ Tát vô diệt, tức là tất cả hạnh đại Bồ Tát chẳng hòa hợp này thiện hiện quả vị giác ngộ cao tột của chư phật chẳng hòa hợp tức là quả vị giác ngộ cao tột của chư phật chẳng hệ thuộc nhau quả vị giác ngộ cao tột của chư phật chẳng hệ thuộc nhau tức là quả vị giác ngộ cao tột của chư phật vô sanh quả vị giác ngộ cao tột của chư phật vô sanh tức là quả vị giác ngộ cao tột của chư phật vô diệt quả vị giác ngộ cao tột của chư phật vô diệt tức là quả vị giác ngộ cao tột của chư phật chẳng hòa hợp này thiện hiện đại bồ tát vì muốn hữu tình nói tất cả pháp đều có tướng chẳng hòa hợp như vậy mà phát tâm hướng đến quả vị giác ngộ cao tột